tâm ly này như sau: chiều ngang là 43 cm, hậu sâu 30 cm và chiều cao là 12 cm. Hàng nội địa Nhật made in Japan, nguồn điện 100V, vui lòng đừng cắm nhầm 220. Các bác cần sử dụng đổi nguồn hoặc lấy điện 100 đến 110V từ ổ bắp ra sử dụng cho âm ly này. Trên âm ly này mình có thể chỉnh được bass, treble, chỉnh được chế độ loud net. Đây là chức năng super bass siêu trầm, làm tăng dãy âm trầm tiếng bass lên gấp đôi. Chỉnh được ba lăng, chuyển ngõ để kết nối điện thoại, tivi, máy tính, phono, tuner và nhiều thiết bị ngoại vi khác. Đặc biệt trên âm ly này mình có thể cắm được micro, chỉnh được mic, chỉnh được echo. Mặt âm ly là phai nhôm. Đặc biệt trên âm ly này có hai đồng hồ kim vu nè, rất là to nha, nhảy theo điệu nhạc, nhìn rất là bắt mắt. Mình mua âm ly này về, mình vừa nghe nhạc, vừa sưu tầm trưng bày đều ok. Size của nó là 43 cm, khá to nha. Đây mình xem những cái núm tùy chỉnh volume ở trên cam ly nè, còn sáng bo nha. Hai em bán ra bao nguyên bản nguyên zin, bao hoạt động ok nên các bác yên tâm sử dụng. Em đang ghép với cặp loa Onkyo 102EX, một cặp loa dòng cao của thương hiệu Onkyo. Đây là cặp loa size trung, bass là 15 cm, chất đơn, dòng loa bóc. Cặp loa này có giá là 3 triệu, âm ly này có giá là 3 triệu. Các bác có nhu cầu mua loa hay âm ly thì liên hệ em. Bây giờ mình cùng xem mặt sau. Hậu loa rất là sâu, dòng đề cao nha. Onkyo 102EX, công suất là 70W, một thùng 140W. Trên cặp loa dòng đề cao thì đương nhiên sẽ là made in Japan. Trạm loa là sắt bắp chuối. Chiều cao của loa là 30 cm. Đây, 102EX. Technic SU gạch V44, hàng nội địa Nhật made in Japan, công suất âm ly là 107W. Đánh A, B. Đây là tổng thể mặt sau của âm ly và loa. Các bác muốn mua cả bộ thì chốt cho em vào Zalo hoặc mình mua loa hay âm ly đều được hết nha. Âm ly có giá 3 triệu, loa cũng có giá 3 triệu luôn. Mặt đồng hồ đó nè, rất đẹp đúng không? Mua hàng thì vui lòng liên hệ 0931008099 để em tư vấn. Hoặc giờ Zalo, nhân viên sẽ gửi hình ảnh chi tiết cho các bác tham khảo. Địa chỉ bên cửa hàng em là 274 Lý Thái Tổ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Em xếp hàng toàn quốc qua bưu điện. Các bác vui lòng cọc giúp em 500.000, nhận hàng thanh toán số tiền còn lại và phí ship cho bưu điện. Hoặc chỉ đủ 100% đều được nha. Chắc là âm thanh nè. Quá ok, em vừa test một đoạn nhạc cho các bác tham khảo. Mình chỉnh bass treble, super bass siêu trầm nên tùy chỉnh phù hợp với thể loại nhạc và với cái gu mỗi người đều ok nha. Bây giờ em xin kết thúc clip. Các bác cần tư vấn, cần xem hình ảnh chi tiết hay cần mua hàng thì vui lòng liên hệ số điện thoại và địa chỉ trên bài đăng giúp em.